Rồi, mến chào các bạn. Hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn các linh kiện điện tử ở trong cái bài 2 môn công nghệ 12 ha. Thì chúng ta thấy trong môn cái bài số 2 á, thì chúng ta thấy chúng ta học ba cái linh kiện là điện trở, tụ điện và cuộn cảm ha. Thì hôm nay sẽ chỉ các bạn thấy cái hình dạng thực tế của nó như thế nào nha. Rồi, giữ tên tay cầm nha. Đây, chúng ta thấy linh kiện này màu trắng này đó là con linh kiện điện trở công suất ha, điện trở dây quấn nha các bạn nha. Các bạn thấy điện trở dây quấn ha. Rồi những cái linh kiện tiếp theo có các dòng màu như đây các bạn ha, để ghi chỉ số nó, để có một cái video để hướng dẫn các bạn cách đọc chỉ số nó nha, dòng màu ha. Thì đây là điện trở than các bạn ha, đa số là công suất nhỏ. Rồi đây là biến trở các bạn nha, biến trở. Rồi chúng ta vặn này, thay đổi ha, thay đổi giá trị. Khi chúng ta vặn nó sẽ thay đổi giá trị ha. Biến trở. Rồi đây là biến trở tinh chỉnh nha các bạn. Đây là cái chỗ cái rãnh để chúng ta đưa cái tua vít vô, chúng ta vặn để xoay. Thì khi chúng ta xoay thì giá trị nó sẽ thay đổi, giá trị điện trở sẽ thay đổi ha. Rồi tiếp theo đây là quang trở nha các bạn. Đây quang trở nha, đây có hai chân nha, dạng này quang trở. Đây, trong đây mình thấy nè, đây điện trở công suất, điện trở dây quấn ha. Rồi rồi đây là chúng ta thấy hộp này, hộp này này. Rồi rồi đây là các điện trở than ha, trên có ghi dòng màu ha. Biến trở nha các bạn, ở trên đây ghi 100 kilo ohm à, giá điện trở có đơn vị là ohm nha, 100 kilo ohm, ohm kilo ohm mega ohm ha. Khi chúng ta vặn như vậy đó, vặn như vậy nó sẽ thay đổi giá trị để dùng trong các cái núm volume đồ các bạn, tăng giảm âm thanh rồi đó ha, trong cái âm ly rồi đó. Rồi, biến trở tinh chỉnh nha, đây cái chỗ để chúng ta mà đưa cây tua vít vô chúng ta vặn, nó có cũng các biến trở này có ba chân nha các bạn, ba chân 1 2 3. Rồi đây một dạng nữa cho các bạn xem nè, nè chỉnh ha. Đây giá trị nó bao nhiêu ohm, bao nhiêu kilo ohm sẽ video sau sẽ nói các bạn biết ha. Rồi nên chúng ta nhận dạng thôi. Rồi biến trở ha. Còn đây là con quang trở các bạn. Đây. Đó, các bạn thấy quang trở có hai chân. Thay đổi theo ánh sáng. Giá trị của nó sẽ thay đổi theo ánh sáng các bạn. Ha. Thường thường mà ánh sáng vô chiếu vào nó càng nhiều thì giá trị nó sẽ càng giảm ha. Rồi, đây là con thông thường như vậy, quang trở hai chân. Ký hiệu lên đó nha. Còn về tụ điện nha, đây các bạn, tụ điện. Rồi, chúng ta thấy đây là tụ hóa ha. Tụ hóa có hai chân ha. Rồi, trên tụ hóa là tụ điện có phân cực, có nghĩa là nó có một cực dương và cực âm, vậy là ở trên cái thân nó đánh dấu âm này các bạn. Chân ngắn ha. Rồi. Và tương tự cho cái chân còn lại là chân dài là chân dương ha. Rồi, chúng ta thấy nếu chúng ta không phân biệt được thì ở trên đây nó có hai cái chân như vậy, chân ngắn và chân dài như vậy ha. Rồi. Như vậy khi đấu vô mạch điện thì tụ hóa phải bắt đúng cực nha các bạn nha. Ví dụ như mạch điện là dương âm thì phải đúng cực dương cực âm của nó. Nếu mà chúng ta đấu lộn cực là tụ điện sẽ không an toàn khi bị nổ các bạn. Ha. Rồi chưa? Tụ hóa. Rồi tụ gớm các bạn nha, tụ gớm ha. Rồi các loại tụ gớm, tụ polyester các bạn nha. Đây ha, giá trị này, giá trị nó sẽ ghi trên cái thân ha. Rồi rồi tụ
Rồi cắt lại tụ như vậy ha, nó xuống tụ như vậy. Rồi đây là tụ xoay các bạn nha. Tụ xoay hay gọi là tụ không khí, nó có bốn cái chấu ra mà hư hết một chấu, gãy hết một chấu rồi. Ta đưa cái, ta vặn cái nút này nè, vặn cái nút này. Thì giá trị cái tụ nó sẽ thay đổi ha. Vặn ha. Chúng ta thấy là vặn sẽ thay đổi. Nha, tụ xoay. Rồi. Đó là tụ điện. Bây giờ đến cuộn cảm nha bạn. Đây. Cuộn cảm. Cuộn cảm, đây là cuộn cảm lõi ferris ha. Đó. Cuộn cảm là những cái cuộn dây ha, quấn lại với nhau ha, quấn lại thành vòng. Lõi ferris. Còn nếu mà cái cuộn dây này quấn mà ở trong không có lõi gì hết, lõi không khí thì cũng gọi là cuộn cảm lõi không khí các bạn nha. Đây, cuộn cảm ha. Cuộn cảm lõi ferris ha. Rồi. Đây, một loại cuộn cảm nữa ha. À, nó quấn dây đồng này, cuộn cảm. Một số cuộn cảm lõi ferris nữa các bạn. Rồi. Ha. Rất nhỏ. Tạo từ trường ha, cuộn cảm để tạo từ trường. Rồi, đây là cuộn cảm lõi sắt ha. Nó quấn quanh lõi sắt các bạn. Dùng cho âm tần ha, nó là âm tần. Âm thanh rồi đó các bạn ha. Lõi sắt. Lõi sắt. Rồi uống này. Này, cuộn cảm. Có nhiều loại cuộn cảm các bạn. Rồi. Nha. Cuộn cảm nhỏ lắm, lõi sắt. Rồi hiện nay có cuộn cảm người ta muốn rút gọn lại thì ta làm giống như con điện trở vậy các bạn. Vậy nó cũng có vòng màu để chúng ta đọc. Đó, trong lĩnh vực điện tử. Rồi vừa rồi đã giới thiệu cho các bạn ba cái linh kiện điện tử là điện trở ha, đúng không nè, điện trở than, điện trở dây quấn công suất ha, tụ điện các bạn nha, và cuộn cảm ha. Bạn thấy hình gì? Đó, chúng ta thấy cuộn cảm ha, tụ điện trở, biến trở. Đây là điện trở ha, các điện trở. Đây là bên biến trở, thay đổi điều chỉnh được chỉ số được nha. Rồi phần giới thiệu với các bạn cái bài số 2 điện, ba linh kiện điện trở, tụ điện, cuộn cảm ở đây kết thúc nha. Rồi, hẹn gặp lại các bạn cái bài số 3 nha. À, cách xác định giá trị của điện trở, tụ điện ha. Hướng dẫn các bạn ha. Rồi chào các bạn.